Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên Biển Đông vừa xuất hiện vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2 đến 14,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 đến 118,3 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.